Xin mời các bác và anh em, Hành Nguyên đang trình diễn và giới thiệu chất âm của cặp loa CAF có model là DS12. Thì đây là dòng loa tiếng bass 30 từ 1976 và một tép kèn. Thì với dòng loa này, nó sử dụng của bass cao cấp đó nhá, đó là Lavoy, cực kỳ đắt tiền của Ý, và tép BC hát và nghe nhạc là cấp luôn. Tiếng bass đánh lực, đánh sâu, đánh mềm, tép lẩy gọn và lẩy rõ. Cặp loa này nhá, tép khẩu nguyên số luôn anh em ạ. Đấy, hàng mới tinh, nhập khẩu xinh ngãi chính ngạch do công ty CS sản xuất đó nhá, được công ty AV Nam phân phối và nguyên thùng nguyên vẹn này mà này. Đồ bền quá cao, bao dùng 15, 25, 35, 45, 55 thêm nhá. Rất là đẹp luôn. CS là một dòng thương hiệu lớn tại Việt Nam nhá, thế giới. Bà bác nghe một bản nhạc nhá, bác nghe cái tép nó như lo Mỹ luôn. Như lo Mỹ ở sau kìa. Bát sâu, cực khỏe, công suất 350W tới 1400 thôi nhá. Con này hát thì hết điểm luôn. Bây giờ phần 2 nhá, em sẽ quay tổng quát chi tiết để các bác lắm được độ chất độ đẹp loa nào. Có nhu cầu alo cho Hành Nguyễn nhá. Trước mắt các bác và anh em, Hành Nguyễn đang giới thiệu về một dừng loa đến từ hãng CAF và có model là BS12. Đây là một dòng loa sở hữu bass 30 từ 1976 và một tép kèn. Thì với dòng loa CAF là một dòng loa nó có thương hiệu rất lớn tại thị trường Việt Nam cũng như trên khắp thế giới. Dòng loa CF này nó luôn cho một tiếng bass đánh rất uy lực, mạnh mẽ, giải tép, đánh lẩy, đánh gọn gàng và lời rõ ràng. Thì với thương hiệu CF này đã được rất nhiều các anh em đã bán review cũng như là vào rất nhiều công trình, nhà phòng hát kinh doanh, bộ sự kiện ngoài trời và bộ karaoke trong gia đình nhà mình. Thì với bản thân bên em thôi, cũng là một chữ kênh đã bán rất nhiều các dòng loa CAF bãi và mới. Đặc biệt trước kia em bán dòng loa CAF Virus 12 cộng được rất nhiều cái hàng đón nhận và đánh giá một cách tích cực và thân thiện bởi dòng loa độ bền cao, hình thức đẹp và chất âm cực kỳ xuất sắc. Để tiếp tục phát triển cái thương hiệu này thì bên em lại tiếp tục nhập những cặp loa CAF anh nhá. Thì đây là dòng loa được nhập khẩu chính hãng chính ngạch từ công ty CAF có COCQ, được công ty AV Việt Nam phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Do vậy các bạn an tâm tuyệt đối trong quá trình sử dụng. Và ngay bây giờ em quay tổng quan chi tiết cũng như là báo giá khoảng mất nhá, lắm được. Thì đây là cặp loa được nhập khẩu nguyên thùng nguyên vẹn này. Dòng loa xịn sò thì ngay từ đầu tiên ấy là cái hộp ấy nó đã chắc chắn rồi đúng không? Nó ghi đầy đủ các thông tin nếu liên quan. Đấy. Đây là chính đơn vị chính với nhá. Đây là chính. Và model là BS12. Và trọng lượng của nó là nếu mà bóc trần nó là 27 kg. Và cả gói bên này nó là 296 kg. Kích thước nó là 500 nhân đi 465 nhân đi 725 mm, cái chiều cao ấy, chiều cao nhá, khoảng hơn 70 cm. Và có cái những cái chú thích để khi anh em mở có thể vận chuyển loa không này, rất đẹp luôn. Đây là cái mã check QR nhá, ra ngay đấy. Con cá heo, một biểu tượng cực kỳ thân thiện, cực kỳ là chi tiết. Và này là mới nhập khẩu nhá. Này. Ngày 18 tháng 8 năm 2022. Rất là mới về Việt Nam thôi. Đấy, không có xa lạ gì cả. Hàng khi bóc ra bên trong rất tỉ mỉ nhá, xốp rất là dày và giấy bóng là giấy bóng đặc trưng màu xám sữa. Và bên trong này có một cái tem bảo hành của hãng đó nhé. Một phong bì đây. Một phong thư bảo hành của hãng đây. Đấy các bạn nhìn này, nó rất chuyên nghiệp đúng không? Thể hiện sự độ xịn sò luôn. Đấy nhá. Thể hiện sự xịn sò. Đây các bác chú ý, một hàng nó
đã có thương hiệu lớn thì nó sẽ khác nhá. Giờ em sẽ quay về cái mặt căng của nó này. Đây mặt căng. Mặt căng thì nó rất ấn tượng, nó là mặt căng sắt, bên trong này nó được bọc lỉ luôn nhá, để tránh bụi bẩn. Thứ hai là tạo cho cái đôi loa có độ bền cơ học rất cao trong quá trình sử dụng. Logo quay được 360 độ, có thể bác có thể treo thẳng đứng, treo nằm ngang, có thể xoay logo được. Và logo này cao cấp nhé, này được khắc bằng CNC cao cấp này, biểu tượng này nhé. Đấy, rất là chuyên nghiệp và rất là tinh tế, không làm nhái được. Và đây là cái tem của hãng đó nhé, của nhà phân phối đấy, không thể nhái ra ngoài được. Và cái này nó có cái vảy cá rất đẹp này. Đấy, bây giờ em quay xa nhé, có vảy cá trông rất điệu vợi, rất hình thức và rất tinh tế. Về cặp thùng của bác này, thùng ở đây bác thấy nó có đẳng cấp không? Đấy, thùng gỗ chắc quá nhá, thùng này cực chắc luôn, sơn sần nhựa to và gỗ dày tới đến phân rưỡi này, chắc lắm, không ngấm nước và hỗ trợ toàn bộ anh em cái rắc cái giá treo ở trên này. Đấy, treo quá nhá, treo lòng ngang, hỗ trợ trợ tay sách mà thông tin nó đằng sau này. Cái này thì nó có thể vào trong web nhá, AV Việt Nam bác cha thì thấy ngay là bên trên đấy người ta đã đưa toàn bộ thông tin luôn, lỗ thông tin phía sau đấy. Và đây chính là cái tem xác thực nhập khẩu công ty cổ phần đầu tư Việt Nam, địa chỉ www.av.vn nhé, thông tin đây, check tem chống hàng giả này, ngày tháng nhập đây. Đấy, cái này ấy thì nó công suất khởi động nó là 350W và lớn nhất nhé nó là 1400W, giải tần xuống 62 đến 18 kHz, hỗ trợ hai cổng vào. Tiếng con này quá phê anh em nhé, cực phê. Như em đọc trong web thì nó lên tới 1450 đến 1400, và anh thoải mái thôi nhé, độ nhạy lên tới 128 dB thì phải. Bác có thể trai mãi vào nhé, BS12 này. Đấy, độ nhạy nó cao như lau Mỹ luôn. Rồi tiếp theo nhá, về phân tần thì em nói ấn tượng của CF nó là cái cấu tạo của bát nhá, và cấu tạo cái phân tần không sai được bác nhá. Cái phân tần đây, phân tần CF luôn luôn cho người xem một cái sự phê loài nhá, và phê loài luôn, không những phê loài. Phân tần nó tất cả bác này, tất cả những con điện trở vàng này được tỏa nhiệt bằng nhôm. Đấy, đây điện trở vàng nhá, 1, 2, 3, 4, dây của nó là rất to luôn. Và trên cái phân tần ấy thì nó rất nhiều tụ này, 1, 2, 3, 4, đấy, toàn tụ cao cấp thôi, toàn tụ xịn sò thôi. Và ghi rõ là BS12, nó bao gồm hai quần cảm này, 1 này, 2, màu đỏ. Đây là loại không khí này, loại ferrit này. Đấy, tụ rất nhiều anh em này, 1, 2, 3, 4 này, 4 tụ các nhá, hai quần cảm này và điện trở tỏa nhiệt vàng óng, bằng óng thôi nhá, mạ vàng 24K. Đấy, thùng chắc chắn, lòng thùng này rất chắc đúng không, chống độ xịn rồi, ốc chuồn gen 100% hết luôn nhá. Đây, 100% là ốc chuồn gen hết, anh em xem này, độ phê pha nó đẹp chưa. Phân tần này ấy, thì nó sử dụng cho nhiều cái loại nó mô đen vào nhá. Rồi đây, về của tép nó em ấn tượng này, con này nó tép là từ 12 họng 44.4, và cái mã tép của nó đây anh em có thể xem, mã tép nó là CAT2511DS8. Thì theo biết thì cái tép này chạy của tép của Lexo nhé, Lexo BS10-1, Lexo BS10-2, kinh khủng luôn, chuồm ra lồng lộng nhé, và rất là sáng, mới bác của mình nghĩ rồi, cũng là nhập khẩu ngày 18/8/2022. Đây sao, một quả tép xịn nhé, mà trên cái phễu nó đều được CC một con cá heo. Đấy, một con cá heo nhá, chất lừ luôn. Đấy, tép là BC và dụng tép vào thằng Lexo, Lexo BS10R1 10R2. Đặc biệt và đó là có bát nó gấu không chịu bạn. Này gấu này, gấu mèo. Con này từ 19 họng 76 và củ bát của nó bác nhá, nào củ bát La Voi. Đấy rồi, cực cao cấp của Ý, đắt nhất luôn nhá. Bằng website đây. Đấy, VDUP này. Đấy, La Voi. Đấy, đúng không? Speak.com. Bác này truy cập cho cái này, tìm hiểu về cái bát nhá. Đây là những lỗ thông khí này,
Đấy. Công suất nó lên 1000W bác nhé, 1000W của bác này 8 ohm. Kinh khủng. Khiếp. Bếp AF123.03. Công suất là 1000W. Và sơn này không khác JBL nhé. Đấy, cái bát này sơn không JBL. Sơn mịn. Chống chống kiểu như là chảy xước từ 19 hàng 76. Xương nó rất đẹp này. Đấy, xương cong chắc chắn. Con này là 8 xương. Chấu kẹp loa thì vô cùng chắc chắn, inox quá nhá. Cao cấp. Nhện bằng ống như tơ. Họng từ to và tất cả dây tai loa này nó đều bọc ghen hết. Đấy, trên bảng dập cả mã vàng này. Đấy, bảng giấy. Rất mềm mại nhá. Thì con này tiếng bắt đánh như bom nhá. Nó mềm, nó sâu đi được. Đánh không khác gì bây giờ. Đây, cân độ tạo dầu 2 sóng. Bảng giấy. Vô cùng đẹp quá nhá. Dù là mới em quay bác sướng thôi, chứ còn thực ra loa này thì nó chất rồi. Không phải nghĩ. Nó là loa xịn thì nó chi tiết cho các bác tất cả mọi thứ quá nhá. Tất cả mọi thứ đều tốt. Con này bác mà đang phòng hát thì đúng quên sầu luôn. Quên sầu luôn. Nghe trong gia đình thì quên sầu luôn bác nhá. Cái đầu kê thì sướng hết cả cái lỗ mồm. Đấy anh em xem đây. Bát La Voi bác rồi là cao cấp đúng không? La Voi hoặc là 18 cộng thì kinh khủng luôn. Đấy. Nó là cực kỳ có các ý luôn nhá. Nó mạnh hơn cả con bát Lexo. Tép Lexo, bát La Voi. Đấy, tất cả cái bát này là nhập khẩu từ Ý nhá, từ Italia. Thế nhiều bác hỏi sao CF lại nhập khẩu của Ý thì nó một cười thực ra bác. Một công ty sản xuất nó liên kết với nhiều, có thể liên kết với hãng là hãng kia, bây giờ cái ốc kể này phải liên kết với bên đông cơ khí đúng không? Cái thùng này liên kết với ông bên thợ mộc. Đấy. Cái tủ điện này liên kết với nhà sản xuất điện tử. Cái bát này liên kết với một số hãng khác, tức là cứ nổi tiếng. Ví dụ Lexo vậy, Lexo người ta cũng liên kết nhiều thứ đúng không? Thì mới ra được vấn đề. Đây, anh em xem này. Đấy. Thì bác nhìn toàn bộ cấu trúc cũng như là driver nó rất là đẹp, thùng chắc, thùng gỗ chắc. Âm thanh cực kỳ phê luôn. Phê lòi mà. Đặc biệt cái bát cái tép phê lòi, phân tần phê lòi nhé. Đấy, bát và La Voi. Còn check CBC. Và nhìn này, tất cả đẹp. Mọi tin mua sắm phối ghép về cái bộ hát ấy, thì các bác liên hệ với em nhé. Số điện thoại 0936 583 140. Em có rất nhiều các cái dòng để cho anh em chơi và phù hợp với giá tiền với nhá. Anh Nguyễn chào bác và cảm ơn bác đã theo dõi video này. Mọi tin mua sắm phối ghép liên hệ với em nhé. Tôi để bác ghép một cái bộ như này thôi. Đấy thì nó là đẳng cấp luôn nhé. Đấy, đẩy điếc còn vang số tất cả mọi thứ em làm chi tiết luôn bác nhá. Anh Nguyễn chào bác.